Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Chúng tôi xin gửi đến các bạn những thông tin thú vị về 16 đại tướng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng quân đội nhân dân Việt Nam là cấp quân hàm sĩ quan quân đội cao cấp nhất trong quân đội nhân dân Việt Nam với cấp hiệu 4 ngôi sao vàng. Theo quy định hiện hành, theo Điều 88 Hiến pháp Việt Nam 2013, quân hàm đại tướng quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch nước Kiêm chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia quyết định phong cấp quân hàm đại tướng thường được phong cho các sĩ quan cấp cao nắm giữ các chức vụ bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tính đến ngày 17 tháng 7 năm 2023, Quân đội nhân dân Việt Nam đã có 16 quân nhân được phong quân hàm đại tướng trong đó có không hai đại tướng hiện đang công tác là đại tướng Lương Cường chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại tướng Phan Văn Giang hiện đang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và có một số thông tin rất thú vị mà các bạn có thể đã biết nhưng trong video này chúng tôi tổng hợp lại để chúng ta có thể nắm bắt một cách tổng hợp và nhanh chóng. Thứ nhất là thời gian tham gia vào quân đội nhân dân Việt Nam. Có 9 đồng chí tham gia quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 1945 có 7 đồng chí còn lại tham gia sau năm 1945 và đều theo binh nghiệp từ năm 18 tuổi. Đó là các đồng chí Phạm Văn Trà tham gia năm 1953, Lê Văn Dũng tham gia năm 1963, Phùng Quang Thanh tham gia năm 1967, Đỗ Bá Tị tham gia năm 1972, Ngô Xuân Lịch tham gia năm 1972, Lương Cường tham gia năm 1975, Phan Văn Giang tham gia năm 1978. Thứ hai là những người được phong hàm ngoại lệ. Một là trường hợp của Đại tướng Hoàng Văn Thái được phong năm 1980 khi đang là thứ trưởng kiêm phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất dù. Ông là tổng tham mưu trưởng đầu tiên từ năm 1945 đến năm 1954 và quyền tổng tham mưu trưởng một thời gian ngắn năm 1954 và năm 1974. Hai là Đại tướng Lê Đức Anh. Vào năm 1984 khi đang là thứ trưởng kiêm tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Ba là có hai quân nhân được đặt cách phong quân hàm đại tướng không qua các cấp trung gian là Võ Nguyên Giáp năm 1948 và Nguyễn Chí Thanh năm 1959. Thứ ba là về các chức vụ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả 16 vị đại tướng đều từng là ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong đó có 11 đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. 1. Võ Nguyên Giáp 2. Nguyễn Trí Thanh 3. Văn Tiến Dũng 4. Chu Huy Mân 5. Lê Đức Anh 6. Đoàn Khuê 7. Phạm Văn Trà 8. Phùng Quang Thành. 9. Ngô Xuân Lịch. 10. Lương Cường. 11. Phan Văn Giang. Thứ tư là về các cương vị trong quân đội. 1. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang có một đồng chí là đại tướng Võ Nguyên Giáp. 2. Bí thư Quân ủy Trung ương có hai đồng chí là Võ Nguyên Giáp và Văn Tiến Dũng. 3. Thứ ba là trong số 16 đại tướng có 8 đồng chí từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911, mất năm 2013. Quê quán: Quảng Bình. Bí danh: Văn 6. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phong hàm đại tướng vào năm 1948.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ 7 tháng 2 năm 1980 đến 16 tháng 2 năm 1987 3. Đại tướng Lê Đức Anh, năm sinh, 1920, mất ngày 22 tháng 4 năm 2019 Quê quán, Thừa Thiên Huế, bí danh, 6 nam Đồng chí Lê Đức Anh được phong quân hàm đại tướng năm 1984 Bộ trưởng BQP từ 16 tháng 2 năm 1987 đến 10 tháng 8 năm 1991. 4. Đại tướng Đoàn Khuê, sinh năm 1923, mất năm 1998. Quê quán: Quảng Trị. Đồng chí Đoàn Khuê được phong quân hàm đại tướng năm 1990. Chức vụ cao nhất: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ 10 tháng 8 năm 1991 đến 29 tháng 12 năm 1997 năm Đại tướng Phạm Văn Trà năm sinh 1935, quê quán, Bắc Ninh. Đồng chí Phạm Văn Trà được phong quân hàm đại tướng năm 2003. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ 29 tháng 12 năm 1997 đến 27 tháng 6 năm 2006. 6. Đại tướng Phùng Quang Thanh năm sinh, 1949, mất ngày 11 tháng 9 năm 2021 quê quán, Hà Nội. Đồng chí Phùng Quang Thanh được phong quân hàm đại tướng năm 2007. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ 27 tháng 6 năm 2006 đến 8 tháng 4 năm 2016. 7. Đại tướng Ngô Xuân Lịch năm sinh, 1954, quê quán, Hà Nam. Đồng chí Ngô Xuân Lịch được phong hàm đại tướng vào năm 2015. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ 9 tháng 4 năm 2016 đến 7 tháng 4 năm 2021. 8. Đại tướng Phan Văn Giang, ngày sinh 14 tháng 10 năm 1960, quê quán: xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đồng chí Phan Văn Giang được phong hàm đại tướng vào ngày 12 tháng 7 năm 2021. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 8 tháng 4 năm 2021 đến nay. Thứ năm là trong số 16 đại tướng có 6 người làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 1. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1914, mất năm 1967. Quê quán: Thừa Thiên Huế. Bí danh: Sáu Vi, Trường Sơn. Năm thụ phong: 1959 chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ năm 1950 đến năm 1961. 2. Đại tướng Chu Huy bí danh Chu Văn Điều, sinh năm 1913, mất năm 2006. Quê quán, Nghệ An, năm Thụ Phong, 1982. Bí danh, Vũ Trân, Lê Thế Mỹ, Trần Thanh Lạc, Hai Mạnh, chủ nhiệm tổng cục chính trị từ năm 1977 đến năm 1987. 3. Đại tướng Nguyễn Quyết Nguyễn Tiến Văn năm sinh 1922. Năm thụ phong 1990. Quê quán: Hưng Yên. Chủ nhiệm tổng cục chính trị từ năm 1987 đến năm 1991. 4. Đại tướng Lê Văn Dũng năm sinh 1945. Năm thụ phong 2007. Quê quán: Bến Tre. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ năm 2001 đến năm 2011. Năm Đại tướng Ngô Xuân Lịch năm sinh 1954. Năm thụ phong 2015. Quê quán: Hà Nam. Là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ năm 2011 đến năm 2016. 6. Đại tướng Lương Cường, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, quê ở phường Diễu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, được phong hàm đại tướng tháng 1 năm 2019. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ năm 2016 đến nay. Thứ sáu là trong số 16 đại tướng có 10 đồng chí làm tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. 1. Đại tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng đầu tiên từ năm 1945 đến năm 1953. 2. Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng từ năm 1953 đến năm 1978. 3. Đại tướng Lê Trọng Tấn, Tổng tham mưu trưởng từ năm 1978 đến năm 1986. 4. Đại tướng Lê Đức Anh Tổng tham mưu trưởng từ năm 1986 đến năm 1987. 5. Đại tướng Đoàn Khuê, Tổng tham mưu trưởng từ năm 1987 đến năm 1991. 6. Đại tướng Phạm Văn Trà, Tổng tham mưu trưởng từ năm 1995 đến năm 1997. 7. Đại tướng Lê Văn Dũng, Tổng tham mưu trưởng từ năm 1998 đến năm 2001. 8. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Tổng tham mưu trưởng từ năm 2001 đến ngày 31 tháng 8 năm 2006. 9. Đại tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng từ năm 2010 đến năm 2016. 10. Đại tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng từ ngày 17 tháng 5 năm 2016 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021 thứ bảy là trong số 16 đại tướng có một người làm chủ tịch nước là đại tướng Lê Đức Anh. Ông làm chủ tịch nước từ năm 1992 đến năm 1997. Thứ tám, địa phương có nhiều đại tướng nhất là Hà Nội. Hà Nội có ba đại tướng. Một, đại tướng Văn Tiến Dũng. Hai, đại tướng Lê Trọng Tấn. Ba, đại tướng Phùng Quang Thanh. Địa phương có nhiều đại tướng thứ hai là Thừa Thiên Huế và Phú Thọ. Thừa Thiên Huế có hai đại tướng là đại tướng Nguyễn Chí Thanh và đại tướng Lê Đức Anh. Phú Thọ có hai đại tướng là DAAG e. Easy tướng Đỗ Bá Tị và đại tướng Lương Cường. Trên đây là một số thông tin về 16 đại tướng quân đội nhân dân Việt Nam. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.